Sau 4 ngày tranh tài quyết liệt và hấp dẫn, giải bóng đá Tứ Hùng các ban dự án chuyên ngành khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Theo thể thức 4 đội gồm ban quản lý dự án giao thông, ban quản lý dự án khu vực, ban quản lý dự án dân dụng và ban quản lý dự án nông nghiệp thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đội bóng nào giành được nhiều điểm nhất sẽ giành chức vô địch. Giải bóng đá Tứ Hùng các ban dự án chuyên ngành khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất năm nay không chỉ là dịp để các cán bộ, đoàn viên thanh niên 4 đơn vị được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong thể thao mà còn là cầu nối để thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa các ban quản lý dự án chuyên ngành khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Các trận thi đấu đã diễn ra trong không khí hữu nghị nhưng không kém phần kịch tính sôi nổi. Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp mắt. Sau các cuộc tranh tài, ban tổ chức đã trao những giải thưởng cá nhân như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất, trao giải phong cách cho đội ban quản lý dự án dân dụng, giải ba được trao cho ban quản lý dự án giao thông, giải nhì thuộc về ban quản lý dự án khu vực. Trong khi đó, với phong độ xuất sắc cùng dàn cầu thủ chất lượng, ban quản lý dự án nông nghiệp đã lên ngôi vô địch. Sự thành công của giải bóng đá Tứ Hùng các ban quản lý dự án chuyên ngành khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất năm nay là tiền đề để ban tổ chức tiếp tục duy trì giải đấu này trong những năm tiếp theo.